Chào tất cả em một thủ nha, quay trở lại video ngày hôm nay. Video đầu năm nha em, mùng một nha, một Tết nha. Thì video hôm nay em sẽ hỗ trợ tình xíu cho mình hết nha. Chúc tất cả em một thủ nha, có nhiều sức khỏe nha, đi cầu thật nhiều cái nha, gia đình an khang thịnh vượng nha. Thì video hôm nay là em sẽ bao ship cho mình hết, giới thiệu sơ lược những cần như thế này, 2-3 khúc nha, độ cứng cao. Đây có những dòng đai qua rất đẹp nha em, 82m7 đô này, phục vào xoắn hai da. Trong những cái dòng này thì anh em đánh trà đánh chim, có một số cần si đai qua độ rất cao. Cần tay thì em có cho mình một con Waco 8m1 và còn một con Gamakatsu nha. Gamakatsu 9m nha em, rất là cứng. Ikeda của bè này, cần cắm gốc. Một số cần lô thì em có những dòng là 2 khúc, 3 khúc này. Đây, 3 khúc nha, rất đẹp của dòng là Shimano. Dòng Sati nha, và một con cần này của đây, một con là 3m của Jackson nha em. Jackson dòng châu Âu này. Khuyền sức cứng MH. Một số cần ISO thì em có những dòng nha, tầm khoảng từ 3m nha, đến 5m mấy nha. Và có những con cần súp này, súp cặp bản xoắn hai da Nissin. Rồi phía giá trên cần thì em sẽ hỗ trợ từ ship cho mình nha. Thì hôm nay anh em chốt thì ngày mai em sẽ gửi đơn. Hôm nay mùng 1 thì bên gia hàng không làm. Rồi thì em xin lên mã số 1 đầu tiên. Là một con này dạng cần ISO khoen lớn như này. ISO khoen lớn này, cho mà gần cuối năm cũng vài ngày thôi. Là bên giao hàng nó nghĩ nên cũng tranh thủ bán tầm khoảng cũng được, gửi được tầm mấy ngày nữa là mình ok nha. Đã gửi được thôi. Con này thì ISO dạng khoen lớn của dòng Pro Game. Đây, khoen Fuji 68. Độ dài của con này là 3m3, hàng Korea nha anh em, đây made in Korea. 3m3, con này cứng, độ cứng tầm khoảng cứng súp á, cứng tầm khoảng 15-20. Còn ISO nó ra cho mình tầm khoảng độ cứng 4-5 á. Con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 1.8 ly. Là tổng thể này ngọn sẽ đi kèm cho mình một này. Một khuyên chạy nha, hai khuyên chạy, ba khuyên chạy này, phôi carbon xoắn vân. Đây, tổng thể như thế này nha. Cái ngọn nó sơn màu đen, còn các lóng còn lại đều là phôi carbon này, xoắn vân. Đây, tổng thể như thế này. Nói chung gần Tết thì phí ship cũng hơi mắc nha, thì em sẽ hỗ trợ thích cho mình luôn. Đây, khoen Fuji 68. Con này trọng lượng cũng cần tương đối thôi, chỉ có 220g, ngọn 1.8 ly, mã số 1, giá 500 ngàn ạ. Bảo ship nha. Mã số 2, sẽ có cho mình con cần này. Con này cũng dạng là ISO cần súp, khoen lớn. Con này có hãng là C nha em. Đây, con này có hãng là Shimano. Thông số như sau. Độ dài con này là 3m, độ cứng 15. Đây, Shimano nha, hàng nội địa Nhật, có tem vàng đầy đủ này. Thông tin nhận thế này. Cái 15 thì cũng dạng vừa thôi, phát Fuji F6, dạng khoen Fuji lọ xi đá xám. Đây, khoen đầu bui chống xoắn cho mình này. Độ cứng 15 thì con này ngọn cũng cần đo cho mình là ngọn 2 ly. Con này thì phôi carbon xoắn vân này, ngọn cũng là carbon xoắn vân, ngọn sẽ đi kèm cho mình một này, hai khuyên chạy nha. Tình trạng thế này, con đi kèm cho là 3 lóng ạ. Đây, con đẹp nha, phôi carbon xoắn vân, khoen phát Fuji 68 hết. Con này là 3m, độ cứng là 15. Rồi cũng nhỏ nhẹ thôi. Trọng lượng của nó là 160g, ngọn 2 ly, mã số 2, giá 500.000. Thế là cho mình là ISO nha, cầu đơn cầu ngâm được này, cầu lăn C. 3m 15. Mã số 3, sẽ có cho mình con cần ISO khoen nhỏ. Đây, cần ISO khoen nhỏ này. Cái này của hãng là Nissin. Thế là phải đánh cảm giác nha, ISO khoen nhỏ Nissin. Độ dài cần là 4m rưỡi, độ cứng 1. Độ cứng 1 thì thích hợp mềm thôi, hàng nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ này, Nissin thì là toàn bộ là nội địa nha. Đây, Nissin rất đẹp, em con này thì nó có phủ kim tuyến này. Rồi pad cũng cần là pad Fuji Starlet là F6, tình trạng của nó thì gục gác còn rất là đẹp nha. Nissin nội địa Nhật, 4.5 cứng 1, dàn khoen Fuji, lọ xi đá xám. Chỗ này thì dính sơn nha, cái này sơn thì lau sạch thôi. Rồi con này ngọn cũng cần thì ngọn nhỏ, độ cứng 1, ngọn của nó thêm đo cho là ngọn tầm khoảng 1 ly. Đây, ngọn 1 ly này. Tổng thể thế này nha, phôi carbon xoắn vân. Carbon xoắn vân nha. Rất đẹp nha. Đây. Trong cái lóng của nó thì còn đẹp thế này, có xước một số chỗ dạng xước lông mèo thôi, không ảnh hưởng gì cho mình lắm. Thế là mình câu đơn, câu đài, câu cảm giác cho mình thôi. Tổng thể thế này. Chỗ này dính keo như này, keo cái này thì mình lau nó sạch thôi. Rồi 4m5 cứng 1, con này trọng lượng rất là nhẹ luôn, chỉ có 160g, ngọn 1 ly, mã số 3, giá cần là 700 ngàn nha, Nissin nội địa. Rồi mã số 4, thì sẽ có cho mình con cần. Con này cũng dạng là cần súp như này. Cần súp nó có một cái dây buộc bảo hiểm như vào đây. Cần súp con này cần của hãng là Olympic. Đây, Olympic nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ này. Độ dài con này là 3m6 của Olympic, dạng khoen Fuji, dạng khoen lớn. Pad là pad Fuji F7. Tổng thể như thế này nha, còn rất là mới, có một cái dây buộc của cái Shimano. Cái này thì bên Nhật nó về thì có thì em sẽ để cho mình luôn nha. Rồi 36 con này dạng cần súp, ngọn của nó là ngọn 2 ly, độ cứng con này tầm khoảng vào 20 nha. 36 cứng 20. Đây, câu lẫn độc độ cần, câu ngâm được này.
phôi rất đẹp nha, ngọn sẽ kèm cho mình có hai khuyên chạy tổng thể như thế này. Đây, lóng rất đẹp này, con này hầu như không có xây xước cho mình luôn ạ. Đây, có lóng sẽ bị chống nổi nha. 36 tính theo cần súp á, thì cứ tầm khoảng 20, thế là cho mình là công ngâm đang sale được này. Carbon cần rất là đẹp. Con này trọng lượng của cần là 240g, mã số 4, giá con là 600 như này, 600.000 ạ. Tổng thể thế này nha, 600. Trang tiếp theo mã số 5 sẽ có cho mình con cần ISO nha. Con này cũng dạng là ISO khoang lớn cho mình này. Đây, tình trạng thế này. Con này độ dài cần là 4m như này, 4m. Đây, hình những keo nha, chung là chưa có lau. Rồi, bát là bát Fuji F7, tổng thể con như thế này nha. Đây, con biết con đã bị mất rồi, để mình giá rẻ thôi. Con thì tương đối cứng như này. Con này tính theo cần ISO khoang lớn, con này độ cứng tầm khoảng độ cứng 5, còn cần súc nó cứng tầm khoảng 20. Con này ngọn cần là ngọn 2.4 ly này. Đây, tổng thể thế này nha, 2.4 ly. Ngọn sẽ đi kèm cho mình một này, hai khuyên chạy nha. Đây, phôi của nó là carbon xoắn vân. Con thích cho mình câu đơn, câu ngâm. Đây, anh này có đánh lục đồ cần cũng được này, đánh lục đồ cần nha, đánh gần bờ, câu đơn câu ngâm được này, lần C. Độ dài con này là 4m, độ cứng tầm khoảng 25, cần carbon của dòng Aquarop. Trọng lượng con này là 340g, ngọn 2.4 ly, mã số 5, giá con này 600.000 ạ. Rồi mã số 5, mã số 6 tiếp theo sẽ có cho mình con cần ISO. Con này cần ISO khoang lớn nha, ISO khoang lớn, con rất đẹp này, cần của dòng là Will như này. Will con này hàng China xuất thị trường Nhật nha. Đây, made China, độ dài là 5m4, độ cứng 3. Dàn khoang của nó là dàn khoang Fuji như này. Đây, khoang Fuji, mà dạng khoang xích cho mình nha. Đây, khoang Fuji, độ cứng 3 thì cũng vừa thôi, nói chung là không cứng, không mềm lắm. Bát là bát vặn này, Fuji. Tổng thể thì con này tay cầm được làm nhám, trông rất đẹp nha, nước sơn màu đỏ này, đỏ thẫm cho mình. Có độ cứng 3 thì ngọn của cần thì đo được cho mình là ngọn 1 ly, 1.4 ly nha, nhầm, ngọn là ngọn 1.4 ly cho mình ạ. Đây, tổng thể thế này, ngọn sẽ đi kèm cho mình là có một khuyên chạy nha. Đây, khuyên xích, một khuyên chạy này, phôi là rất đẹp nha, con này phôi là phôi carbon. Có thích cho mình về mình là câu đơn câu đài nha, con này hạ tay cũng rất là cứng, tầm khoảng 5-6 hát ạ. Đây, tổng thể của các lóng của nó còn rất là mới, đây còn mới cho mình nha, nó sẽ bị chống nổ này, hầu như không có xây xước gì cho mình lắm. Đây, khoen của nó là khoen Fuji hết nha này. Đây, khoen Fuji này, mà dạng khoen xích nha, loại xứ xích cho mình này, rất là đẹp. 5m4, độ cứng 3, con này trọng lượng của nó là 340g, ngọn 1.4 ly, mã số 6, giá là 700 ngàn. Rồi, mã số 7, số 7 sẽ có cho mình con cần ISO khoen nhỏ, con này của hãng Daiwa, thế là mình đánh cảm giác thôi. Con này có độ dài của cần là 5m3, độ cứng 1 nha, độ cứng 1, 5m3, hàng Korea xuất thị trường Nhật này, có mã code và tên đầy đủ nha, tem vàng ở đây. Con này dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji, loại xi đá xám. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ thôi, nói chung là độ cứng những dòng thích hợp mình đánh cảm giác. Ngọn thì em đo cho mình là ngọn 0.8 ly, ngọn sẽ đi kèm cho mình là 1 này, 2-3 khuyên chạy nha, 3 khuyên chạy này, lắm cực như thế này, trong chuyên dụng đánh cảm giác thôi. Đây, tổng thể như thế này nha, phôi của nó là phôi carbon. Đây, phôi carbon nha, xoắn vân. Đây, rất là đẹp, rất là đẹp nha. Thế là mình đánh cảm giác con này hạ tay thì cũng là chỉ tầm khoảng 2-3 hát, lóng hết còn ok hết. Khoen là khoen Fuji xứ xám, hàng Korea, cần có hãng Daiwa. Con này trọng lượng nhẹ thôi, chỉ có 190g, mã số 7, giá con này là 600 ngàn ạ. Đây, tay cầm làm nhám nha, số 7 giá 600. Rồi tiếp theo mã số 8, số 8 sẽ có cho mình con cần lục như này. Con này là cần lục, đánh lục đồ cần. Con này của hãng là Olympic, độ dài của con này là 3m6, của dòng Black Soup nha, Black Soup phôi carbon xoắn hai da, chỗ này có xước nha, có xước sơn này. Tổng thể như thế này, tay cầm con này thì gốc dưới bọc bằng da. Đây, 3m6, phôi carbon xoắn hai da hết, Olympic nội địa Nhật nha. Rồi dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xi đá xám. Con này ngọn của nó thì em đo được cho mình là ngọn 2.6 ly, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 25. Đây, cái ngọn nước sơn này, sơn phản quang nha, cái này là nó chỉ sơn phản quang thôi chứ không phải là cần như thế này. Đây, cái này nước sơn phản quang mình có ban đêm á, hỗ trợ tốt hơn. Con này trừ cái ngọn của nó là phôi carbon xoắn vân, ngọn đi kèm mình hai khuyên chạy này, còn tất cả các lóng còn lại là phôi carbon này xoắn hai da hết. Đây, con đủ cứng tầm khoảng 25 s, đánh lập đồ cần nha, đánh gần bờ. Đây, phôi đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn. Đây, phôi phía rất là ok. Rồi, 36 của Olympic, ngọn tầm khoảng 2.6 ly, trong Olympic Century nội địa Nhật, khoen là khoen Fuji xứ xám, phôi carbon xoắn hai da. Thì những cái dòng này em vẫn hỗ trợ hạ pass nha, hạ pass tầm khoảng 25 cho mình này, đều được. Trọng lượng con này là 320g, mã số 8, giá cần là 1 triệu như này,
1 triệu cho mình ạ. Rồi mã số 9, số 9 sẽ có cho mình con cần xúc cùng đánh lập đầu cần cho mình luôn. Còn này rất đẹp cái này. Cần này của hãng là Nissin. Đây, Nissin này, Nissin thì nội địa Nhật hết. Của dòng Super Xúc, độ dài con này là 4m2, độ cứng 25, tầm khoảng EX. Đây, tem vải đầy đủ như này. Pass con này, pass Fuji Starlet LF7. Cần của hãng Nissin, dàn khoen của nó là dàn khoen full sheet nha. Đây, full sheet hết. Những cái dòng đánh lục đục cần đánh gần bờ này, Nissin thì phôi rất là nhẹ luôn. Con này 4m2, độ cứng 25, mà trọng lượng con này chỉ có cho mình là 330g thôi. 330g, ngọn là ngọn 2.4 ly. Đây, khoen sheet này, ngọn sẽ kèm cho mình một này. Hai khoen chạy nha. Hai khoen chạy này. Chung con này thì các lóng của nó là còn rất là mới. Đây, hầu như không có xây sức gì luôn này. Còn rất đẹp này. Khoen chạy còn mới nha. Khoen là khoen full sheet hết này. Khoen là khoen full sheet hết. Tổng thể con này thì còn mới cho mình trên 95%, đánh lục độ cần, đánh gần bờ, bắt chất bắt cao nha. Stylus cứng 25, Nissin, tổng thể thì còn rất là mới. Con này trọng lượng rất là nhẹ luôn, chỉ có 330g, ngọn 2.4 ly, mã số 9, giá cần là 1,5 triệu như này, 1,500,000 ạ. Rồi mã số 10, số 10 sẽ có cho mình con cần lô như này. Con này là cần 3 khúc cần lô này. Cần lô của hãng C nha. Đây, cần mới cứng luôn. Con này còn mới tinh như này. Cần lô 3 khúc, cần này của hãng là Shimano. Thì con này là hai cái ngọn làm dài hơn gốc nha. Shimano này. Cái dòng này là dòng Shimano, dòng Satigame, dòng Seabass nha. Thông số như sau. Độ dài con này là 3m. 3m nha. Thông số tải mồi cho mình là từ 7 đến 15g. Tải cá từ 6 đến 14 lp. Tầm khoảng 7 ký cá cho mình. Hàng nội địa Nhật, mã code này, tem vàng đầy đủ. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen full sheet 3 chân hết này. Tổng thể con rất là mới nha. Con này rất là nhẹ luôn. Con này trọng lượng của cần chỉ có 190g thôi. 3m 190g, độ cứng con này tầm khoảng vào ML như này. L tới ML thôi. Rồi tất cả dàn khoen full sheet, ngọn từ đó cho mình là ngọn 1.8 ly. Tổng thể như thế này nha. Này con này thì cửa hàng bên bán là 2,2 triệu này. Thì anh em lấy thì em sẽ để cho mình giá thấp thôi. Thế con này thì hôm nay để cho mình là giá con này là 1,7 triệu như này, 1,700,000. Đây, cần luôn cái dòng là Shimano nha. Dòng Satigame. 3m, tải mồi này, lập mắt 15g, cho mình thích hợp và đánh cảm giác. Tất cả dàn khoen là dàn khoen full sheet, tay cầm thì bằng cán mút này. Bắt là bắt vặn Fuji Shimano chính hãng. Giá cửa hàng là 2,2 triệu nha. Thì em bán cho mình là giá 1,700,000. Bao ship cho mình này. Cần lô. Ngọn 2.5 ly, mã số 10, giá là 1,7 triệu. Shimano 3 khúc nha. Khoen sheet. Mã số 11 sẽ có cho mình con cần lô 2 khúc. Còn thích đặt mình lưu lóc, lưu chẽm thì dẫn dòng mà thì giá thấp thôi. Thành thức cho mình nha. Cần lô 2 khúc. Cần này có độ dài cần là 6 feet, 1m8, độ cứng ML. Đây có ML nha, thông số tải mồi từ 3 đến 15g, tải cá 60 lp. Thông số nó ghi sẵn cho mình ở trên đây là 98g. Rất là nhẹ nha. 1m8 cứng ML, dàn khoen là dàn khoen Fuji này. Đây Fuji nha. Ngọn 2 ly. Phôi carbon xoắn vân. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji hết. Tay cầm có thể bật cần cán mút, bắt là bắt vặn Fuji DPS. Tổng thể thì con này thì cứng ML vừa nha. Nên mình thể lưu lóc lưu chạm được này. Rất là nhẹ luôn. 98g. 98g 1m8. Hàng nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ. Con này ngọn 2 ly, mã số 11, giá con này 550 như này. 550.000 ạ. Tình trạng thế này nha. Lóc lưu chạm. Rồi mã số 12 sẽ có cho mình con cần lưu mấy ngàn. Đây cần lưu mấy ngàn cho mình. Lóc lưu chạm cho mình được này. Con này của hãng là Shimano. Đây của dòng Shimano dòng Bad One HG như này. Độ dài con này là 5,6 feet, rơi cho mình tầm khoảng 1m68. Thông số tải mồi cho mình là từ 7 đến 21g. Độ cứng tầm khoảng M. Tải cá 80-20 lp. Mát tầm khoảng 10 ký cá. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, sẽ có cái mã code này và cái tem đầy đủ nha. Con này là máy nghe. Tay cầm thì bằng cán mút. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân hết này. Đây, khoen Fuji 3 chân hết nha. Đây, tổng thể thế này. Độ cứng tầm khoảng với M. Con này ngọn của nó là ngọn 2 ly. Đây ngọn là ngọn 2 ly. Thế là lưới lóc tôi chẽm cho là 1m68. Cũng vừa thôi. Đây, không ngắn lắm nha. Và không dài lắm cho mình. Tổng thể thế này. Con này trọng lượng của nó chỉ có cho mình là 100g. Ngọn 2 ly. Mã số 12. Giá cả là 800.000 như này. Bao ship toàn quốc nha. Rồi tiếp theo cho mình là một con cần mã số 13, con cần 2 khúc, con thích đặt lưu gần này, lưu lóc lục bình nha, độ cứng cao. Cần lưu 2 khúc máy đứng. Đây thông số như sau. Con này thì của dòng là của dòng Jackson như này. Đây của dòng là Jackson. Độ cứng là MH nha. Đây của dòng là Jackson Chiron này. Con này 2 khúc, độ dài của cần thì em đo cho mình là độ dài cần là 3m nha. Đây thông số là độ dài cần là 3m. Độ cứng là MH nha này. Tầm khoảng MH á. Đây, MH cho mình này.
Thông số tải mồi cho mình là 10 đến 30 g, tải cá 8 đến 20 lp, nó mát tầm khoảng vào 10 kg cá, của dòng rất sơn. Chất thân là dòng châu Âu cho mình này. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen full ship 3 chân. Tay cầm nha. Những cái dòng đây này. Khúc này là cán mút nha, trên này cán mút. Khúc trên này thì nó có carbon, cầm rất chắc tay này. Đây, tình trạng thế này. Pass là pass Fuji D20. Dàn khoen là dàn khoen full ship 3 chân hết. Con này khoen đề 3 của nó là khoen 30 nha. Khoen 30. Ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Hỗ trợ cái đầu bua chống xoắn này. Độ cứng MH thích hợp đuôi lóc, đuôi chẽm, đuôi gần đều được. Tổng thể như thế này nha. Rất sơn, khoen full ship. Độ cứng là MH 3m nha. Đây, tổng thể thế này. Nguyên bản nguyên zin. Con này nhẹ thôi, trọng lượng của nó chỉ có cho mình là 220g, mã số 13, giá 1.8 triệu. 1.800.000 nha này. Rồi tiếp theo thì sẽ có cho mình con cần cắm gốc. Đây, con này thì cắm gốc cho mình câu zip của biển này. Đặt cắm gốc cho mình nha. Thông số như sau. Cái cán của nó thì nó được bọc một cái màn co nhiệt nha này. Một dây bảo hiểm ở đây. Rồi cho mình xem thông số của nó cái cần này. Cần là cần dạng cần zip như này, cần zip câu biển cắm gốc á. Con này thì độ dài của cần là 2m25. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 80 đến 120. Cái dòng từ nội địa Nhật nha. Dạng khoen của nó là dạng khoen full zip này. Full zip mà dạng môi trề á. Này. Cái khoen này là cực kỳ nha, cực kỳ là chắc chắn này. Cái khoen này anh em mà đánh á chắc không biết cái đời nào mà hư cho mình luôn. Con này ngọn cần thì ngọn lớn. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 3.2 ly. Nó sẽ hỗ trợ cho mình cái đầu bu full zip này, 3.2 ly. Chỉ của nó quấn á đều là chỉ kim tuyến nha. Đây chỉ kim tuyến như này. Đây chỉ kim tuyến thế này. Tất cả dạng khoen là dạng khoen full zip như này. Xích dạng môi trề cho mình. Con này độ cứng 8 đến 20, 120 thì có được cứng nha, nó cứng tầm khoảng vào MH nha. Đến là cần lưu chắc cứng tầm khoảng 10 đến H cho mình á. Đó rất là cứng. Thế là mình câu dứt câu biển. Cái tay cầm con này thì nó cắn mút. Nó còn nguyên cái siêu này. Nguyên siêu chưa bóc. Đây cái cán của nó thế này. Pass là pass Fuji chữ vàng. Những cái dòng thì cắm gốc câu biển này. Câu biển này. Câu biển câu dứt đều được này. Tất cả dòng khoen full zip. Những cái dòng nội địa hết. Rồi sau này thì nó có một cái miếng cao su ở đây nha. Nhưng bị rớt mất rồi. Đa số những cái dòng sẽ có một cái nắp cao su nhỏ như thế này. Rồi con này thì trọng lượng của cần cũng tương đối thôi. 490g. Mã số cái là mã số 14, giá con này là 1.500.000 nè, 1.500.000 nha. Đây cần cắm gốc này. Khoen full zip màu trẻ nha. Cái dàn khoen con này rất là ok này. Rồi tiếp theo sẽ có cho mình con cần Ikeda. Ikeda câu bè nha. Ikeda câu bè con này còn mới cứng này. Đây, cần Ikeda câu bè. Con này thì độ dài của cần là 1.6, cần carbon, dòng super contact nha, carbon nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ. Pass Fuji F6. Khoen của nó là khoen Fuji nha. Đây khoen cái là khoen Fuji, có hai khoen đề ba là khoen Fuji. Có đây ngọn cần thì ngọn nhỏ thôi, 1.6 zin nha anh em, độ 1.6 không hao hụt nha, ngọn nhỏ xíu, tầm khoảng 0.5 ly. Con này là cần của nó là cần rút nha, đây cần là cần rút này. Thì cái đai rất là dẻo nha, đây, rất là dẻo và mềm cho mình. Đây. Con là cần rút 1.6, cần carbon còn mới cứng luôn, hầu như không có xây xước gì cho mình này. Tổng thể thế này nha, con này siêu nhẹ cho mình luôn, có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây luôn. Anh con cá lớn mà chịu không được thì mình thảo được này. Pass Fuji F6, độ dài cần là 1.6, trọng lượng con này thì là 78g thôi, rất là nhẹ nha. Mã số 15, giá cần là 600.000 ạ. Rồi tiếp theo mã số 16, 16 sẽ có cho mình con cần tay. Tức là mình sang hàng nha, cần tay này. Cần tay carbon cần này có hãng là Waco nha em. Waco độ dài cần là 8.1 ạ. 8.1 nha, nó sẽ đi kèm trên một cái nắp này. Đây một cái nắp chụp zin nha. Chụp zin rất là đẹp. Waco thì nội địa hết rồi. Con này tổng là con này cũng không cứng lắm này. Con này cũng vừa, nó ra cho mình tầm khoảng vào 5H thôi. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 1.4 đến 1.5 ly á. Đây cái đầu bu nó thì nó độ là như thế này nha. Ngọn tầm khoảng vào 1.4 ly. Độ cứng nó tầm khoảng 4-5H, 8.1. Con đi kèm cho mình là 8 lóng. Đây, các lóng của nó này này. Phôi carbon xoắn vân nha. Phôi carbon xoắn vân. Tình trạng thì cần thì nguyên bản nguyên zin. Nó hơi cũ cho mình một xíu nha. Các phụ nó bóng 2K thì lâu ngày thì nó bị chóc. Đây, tổng thể thế này nha. Waco nội địa Nhật 8.1, độ cứng tầm khoảng 4-5H thôi, cho là vừa chứ không cứng lắm. Rồi tổng thể thế này nha. Cho mình xem phôi, con này thì nó sẽ có một cái nắp chụp zin theo cần. Đây, rất là nhẹ nha, nó chụp zin theo cần. Con này thì Waco 8.1, nắp chụp xoáy bằng 7 nút này. Đây phôi fit rất là ok nha. Phôi tương đối dày, con này sân hàng vẫn được. Trọng lượng của cần thì em cân được cho mình là 450g, cho là phôi rất là dài, ngọn 1.4 ly. Mã số 16, giá con này là 1.600.000 như này. 1.600.000 ạ, Waco 8.1. 8.1 nha.
Rồi tiếp theo mã số 17 sẽ kết thúc một con cần nha. Con cần tay, con này cứng này, con này phục cứng như này. Con này của hãng là Gamakatsu như này. Đây. Gamakatsu nha. Thì con này độ dày của cái là 9 m. Thì bên Nhật cái cần thủ trước nó quấn cho mình một cái tay cầm á. Này cái tay cầm rất là chắc tay luôn. Nó quấn một cái dạng như là quấn miếng nhựa nè. Cái miếng nhựa đây này. Cái dây dây mây á. Nhìn nha, quấn dây mây. Nó quấn dây mây xong rồi nó quét keo. Nói chung nhìn vẫn được nha. Hơi xấu thôi. Cái này mình thích á thì anh em về có thể tháo ra. Mà em nghĩ để cho đánh ok hơn á thì cầm rất là chắc tay nha. Độ dài con này là 9 m. Con này thì là vượt cứng như này. Vượt cứng, ngọn lớn này. Cho mình xem ngọn con này. Ngọn của cần là ngọn 1.8 ly, ngọn zin tao cần, phôi carbon xoắn vân, gamma thì phôi carbon xoắn vân hết rồi. Tổng thể nha. Con này còn rất là mới. Con này thì độ cứng tầm khoảng vào 6-7 h, cho mình những dòng mình tên em sang hàng được này. Gamakatsu nha. Gamakatsu. Cái tay cầm của nó thì được quấn dây mây, quấn dây mây và quét keo hết này. Là tổng thể thế này nha. Trong các lóng còn mới cứng luôn. Nguyên bản nguyên zin 9 m như này. Đây. Còn đẹp này. Lóng liếc đẹp nha, Gamakatsu. Rất là ok luôn. 9 m độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng 6-7 h nha, vượt cứng. Rồi ngọn lớn 1.8 ly thì cái này thì anh em chắc để luôn, cho là mình về để cái này mình đánh tốt hơn. Nó quấn dây mây nha, cái này là dây mây nha này. Dây mây này rất là nhẹ nha. Cái này nó quấn dây mây dài á, nhưng mà trọng lượng con này nó chỉ có cho mình là 440 g thôi. Gamakatsu nội địa Nhật này. Gamakatsu. Phôi rất là dày. Con này mà về mà chấm đen chấm cỏ á, bò tẹt ga nha. Phước cái dài luôn. Đây lóng lý có ok này. Con này cuốn dây mây rất là dài nhưng trọng lượng của nó chỉ có 440 g, ngọn 1.8 ly, nó cứng tầm khoảng 6-7 h nha. Trong con này thì vừa cứng, mã số của gần là mã số 17. Giá con này là 2 triệu nha này. 2 triệu cho mình ạ, Gamakatsu. 2 triệu. 9 m nha. 9 m rất là cứng. Và tổng thể này nguyên bản nguyên zin. Rồi tiếp theo mã số 18 sẽ có cho mình con cần hai khúc. Đây con cần hai khúc của dòng Daiwa nha. Daiwa Horlock, con này còn mới chết luôn. Đây. Con này hai có mình làng tay quan này xuất thị trường Nhật. Những cái dòng này thì đây có mã code nha và tem vàng đầy đủ này. Độ dài của cần là 2m7, độ cứng 80. Con này dàn khoen là dàn khoen full sheet hết. Đây dàn khoen full sheet phôi carbon xoắn hai da này. Đây dàn khoen full sheet chắc chắn nha. Con thích cho anh này mà đánh tra, đánh chim, đánh bạo lực đều được. 80 2m7 thì ngọn của nó đo cho mình là ngọn 3 ly. Hỗ trợ double full sheet này, đóng semi chống nổ. Đây, rất đẹp nha. Ở đây thì nó sẽ có cái phôi carbon xoắn hai da cho mình hết. H780. Tay cầm bằng cán mút bắt là bắt vặn này, đây qua chính hãng luôn. Gốc sau này sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm luôn. Đây, tổng thể như thế này nha. Đây qua chuyên dụng đánh cá lớn này. Những cái dòng này bo cá tầm khoảng 10 mấy ký đều ok hết. Con này ngọn 3 ly, trọng lượng của cần là 380 g. Mã số cần là mã số 18, giá con này là 1 triệu tươi này, 1 triệu 400 ngàn ạ. Đây qua. Con này còn mới nha, anh em chỉ cần về lau sơ thôi. Mình đánh tra đến chim mua sưu tầm vẫn được này. Rồi tiếp theo mã số 19, 19 thì sẽ có cho mình con cần 3 khúc. Con này thì thích là bản đánh cảm giác thôi, chuyên dụng anh em mình công ngâm lan xe đánh chép này. Cần 3 khúc, cần này có độ dày cần là 3m3, độ cứng 30, trong 30 thì cũng dạng vừa cho mình. Cần này của hãng là Suzumi. Suzumi con này hàng Korea như này. Đây Korea xuất thị trường Nhật này, made in Korea, có tem vàng đầy đủ. Độ cứng 30 thì ngọn cần ngọn nhỏ thôi. Ngọn của nó là ngọn đặc nha, ngọn của nó là ngọn 2 ly, đóng semi chống nổ này. Phôi carbon xoắn vân, tất cả dàn khoen là dàn khoen full sheet như này. Đây khoen full sheet hết này. Tay cầm thì bằng cán mút, pad là pad Fuji Gold. Con này pad Fuji Gold nè. Ở trong độ cứng 30 thì nó sẽ mềm nha. Sẽ tương đối mềm thôi, không cứng lắm. Hàng Sapa này. Đây, ốc Sapa nha. Tổng thể thế này. Khoen sheet pad Gold 3m3, độ cứng 30 Suzumi hàng Korea. Con này trọng lượng của nó tương đối nhẹ nha, 250 g thôi, mã số 19, giá 850. 850 ngàn ạ. Rồi mã số 20 sẽ có cho mình con cần hai khúc. Con này hàng tuyển này, rất đẹp nha. Cần hai khúc, cần này của hãng là Shimano phôi carbon xoắn hai giá này. Đây tổng thể thế này. Độ dài cần là 2m4, độ cứng S. Cứng S thì nó rơi cho mình tầm khoảng 50 này. Tầm khoảng 50, hàng nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ. Con này ngọn cần là ngọn đặc, ngọn tháp này. Hỗ trợ cho mình cái double full sheet chống xoắn. Thì con này ngọn đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Tất cả là dàn khoen, còn lại là dàn khoen Fuji xứ xám. Bên Nhật thì nó ghi cho mình là giá là 2.200 yên này. 2.200 yên á, nó rơi cho mình tắt tầm khoảng vào hơn 2 triệu như này. Rồi, 2m4. Ồ, cái này thì nó dán cái tem, không biết cái xeo có gì nha. Rồi, bỏ đây này. Con này thì 2m4, độ cứng tầm khoảng 50, phôi carbon xoắn hai da hết. Cái chỗ này thì miếng bút nó mất một xíu, tôi không ảnh hưởng cho mình đâu. Và tổng thể thế này nha, 2m4. Shimano bát là bát vặn nha, Fuji Shimano chính hãng luôn, tổng thể thế này. Thế là mình cầu ngâm lan xe đánh chép được này. Con này trọng lượng của nó chỉ có 240 g thôi,
mã số 20 giá là 1.200.000 đây, 1.200.000 nha. Rồi mã số 21 sẽ có cho mình con cần 2 khúc, con này chuyên dụng anh em mình cũng đã chết cùng ngầm lên xe luôn, tổng thể thế này 2 khúc. Cái này có độ dài cần là 2m của hãng là Olympic dòng Century đây, Olympic nha, hàng Korea xuất thị trường Nhật, sẽ có cái mã code tem vàng đầy đủ, tổng thể con này thì mới tầm khoảng 90%. Dàn quen Fuji loại xương đá xám, con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn nhỏ thôi, con này ngọn cần ngọn đặc, ngọn 2 ly nha, đây ngọn cần là ngọn đặc này, ngọn 2 ly 2m4, độ cứng tầm khoảng 150, chuyên dụng cùng ngầm lăn xe đánh chép. Tay cầm thì cán mút bán là bách vạn Fuji DPS, tổng thể thế này nha, hai khúc cùng ngầm lăn xe. Ngọn 2 ly con này trọng lượng của nó là 280g, mã số cần là mã số 21, giá con này là 700 nha, 700 cho mình thôi, bao ship toàn quốc này. Rồi cuối cùng mã số 22 sẽ có cho mình con cần 2 khúc, con là cần đánh biển nha, đánh biển, đánh trà, đánh chim này, cần 2 khúc của hãng Daiwa, nó sẽ có một cái chạy bộ bảo hiểm ở đây, dòng Daiwa Horolock. Độ dài của cần là 2m7, độ cứng 120 của dòng Sea Power, hàng là hàng Korea xuất thị trường Nhật, có mã code này, tem vàng đầy đủ. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji nha, dàn khoen biển. Thì con này nó bị hụt cho mình 10cm, hiện tại nó còn cho mình là 26, hiện tại nó cứng cho mình tầm khoảng từ 120 đến 150 nha, rất là cứng. Thì anh em có thể là chung là hụt một khúc cũng không ảnh hưởng gì nha. Anh thích đánh 26 mà cứng hơn á, dạng bạo lực, đánh tra, đánh chim, đánh biển, đánh máy điện đều được này. Thông số như thế này, cứng hiện tại giờ tầm khoảng 150. Tay cầm gắn mút bán là bách vạn Fuji Daiwa, còn thì gắn máy lớn rồi nha, mười mấy ngàn đều gắn được này. Tổng thể thế này nha, đánh bạo lực, đánh tra, đánh chim đều được này, nó rất là cứng. Cái dàn khoen này thì anh em xài tẹt ga luôn, không bao giờ hơi cho mình luôn, không bao giờ gãy nha. Khoen này cực kỳ là ok này, rất là cứng, dạng khuyên biển cho mình. Rồi 2m6 Daiwa của dòng Sea Power, con này trọng lượng của nó là 490-490g, phôi rất là dày, đánh biển, ngọn 4.8 ly, mã số 22, giá cần là 1.000.000 như này, 1.000.000 cho mình này. Đây, những cái dòng này còn nguyên bản á, giá thành tầm khoảng 2.000.000 nha, thì em để cho mình phụ nữ giá thôi. Rồi tổng thể thì em có đây cho mình là 22 mẫu cần, anh em bận mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Trong gần Tết thì hàng hóa bên em về nhiều thì em sẽ cố gắng lên về nhiều video nha, để mình tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc anh em có một ngày Tết nha, thật vui vẻ bên người thân này, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp anh em video lần sau.